ก็เป็นโตซิวงวันได้อู้เถิมแน่นานี่ก็เป็นโตซิวตาขมโลไปแซมนาวสตัวไหนตั้งในหิมโตไม่ดูอันจ้ะก็ว่าบุตรีไหนจังบ้าจริงจังไงไอ้เบดี้โทษดิเบดี้ไม่ได้หืมกระเป๋ากระเป๋าสิtừ ngày mai nhá cậu đừng có mà xin cơm của tớ nữa ngày mai tớ không cho cậu cơm nữa đâu sao không chú à đây thấy cơm người ta ngon xong ngày nào cũng không mang cơm đi xong là đến xin cơm người ta từ ngày mai tớ không cho cậu nữa đâu nhá ngày mai tớ sẽ làm cơm bento để mang đi ăn đấy rất là ngon luôn này nhá cậu tưởng nhà tớ nghèo không có cơm ăn gì nhà tớ đầy cơm nhá gì cơm bento á ngày mai tớ cũng làm cơm bento nhá xem của anh ngon hơn nhá cậu còn có cơm bento á, thế là ngày mai đi xin của tớ ấy. Không, mai tớ không xin của cậu, mai tớ sẽ cầm cơm bento do chính tay tớ làm, cầm lên khoe với cậu. Đấy là tên gọi một loại cơm, không phải cơm bento. Cậu nhớ chưa? Tớ đặt tên cho. Với cả là cơm bento nhá, nó có nhiều món lắm kết hợp, xong là có tạo hình đẹp dễ thương nữa. Ui giời ơi, cậu nhà cậu làm gì có mà làm. Cậu đừng khinh thường tớ, để mai rồi biết nhá. Thôi tớ đi về đây, không nào xin cậu nữa. Cậu làm nào cũng được, ngày mai đừng có mà ăn trực cơm của tớ là được nhá. Ok, tớ đi về đây. Nhớ đấy. Ngày cùng với đây, cậu soạn sách chưa? Hay là giống mọi hôm, không biết học môn gì. Người ta thường ý thì nhà nghèo là học giỏi, vượt khó. Cậu ăn đủ combo luôn, vừa nhà nghèo, vừa học dốt, vừa lười. Không, cậu đừng có mạo oai. Hôm nay á, tớ đã chuẩn bị rồi. Tớ dành 5 phút buổi sáng tớ chuẩn bị soạn sách rồi nhá. Thế hôm nay cậu có tiến bộ đấy. Thôi lấy sách vở ra học đi. Hôm nay học môn tiếng Anh đấy. Cái gì? Đi anh á. Ô, thế tớ âm nhạc. Âm nhạc là thứ tư mà. Hôm nay mình thứ ba. Ủa thế tớ soạn nhầm rồi. Thế là tớ soạn sách thứ tư rồi. Mà hôm nay á, lại cái thầy giáo mà mới đến dạy á. Cái thầy giáo hôm trước ấy, cậu nhớ không? Cậu về học bài chưa? Có bài cũ về nhà đấy. Hôm qua tớ học cả đêm âm nhạc rồi mà tớ soạn sách nhầm rồi. Thì tí á, coi như là cậu chuẩn bị tinh thần và ngồi sổ đọc bài đi. Thôi, cậu tớ xem chung sách mới nhá. Thế nào đi đây? Chào mừng nhá. Mời hàng hóa lên bảng nào. Ôi, cậu lại ngồi lên đi, cậu lại ngồi theo khỏe không? Tớ về đây lên luôn nhá. Ôi, cái gì đây? Cậu lại ngồi khỏe nào? Gì? Vừa vào lớp đã gọi em đi. Ủa trời ơi, bọn em chưa chào mà. Đúng rồi. Hôm nào cũng chào, mất bao nhiêu thời gian của tôi. Hôm nay tôi kiểm tra luôn cho nó được nhiều người. Vâng. Nha. Nào thầy mời hàng hóa hớt đọc lại từ mới hôm qua cho thầy. Ồ, từ mới à, quá đơn giản. Vâng ạ. Stay. Start. Tiếp. Snack. School. Stream. Ok. Tiếp. Mời cún BD. Stream. School. Slack. Smart, stay. No no no. Sai hết. Một điểm, về chỗ. Sao sai rồi? Lại một điểm á? No question, no answer. Đi về chỗ, tôi giải thích nhanh. Sao thế nhỉ? Sao lại một điểm? Cún. Hai anh em đọc sai hết rồi. Để tôi đọc lại cho hai anh em một lần nữa. Nghe tôi đọc đây này. Stay. Stay à? Cậu nhớ nhá. Nhớ nhớ. Stream. Em có stream. Sờ chim. Ồ, cậu có chim à? Từ này là sờ cu. Còn từ này là sờ nách. Ok. Từ này là sờ mắt. Sờ mắt này. Sờ mắt. Rồi, kiểm tra đến đây thôi. Hôm nay chúng ta sẽ học bài mới. Các em chú ý nhá, thầy đọc từ mới này. G-A-M-E. Gá mè. Hả? Thì gá mè. Nào, trật tự đi. Lớp chứ có phải cái chợ đâu. Nghe thầy đọc từ mới tiếp theo này. G-O-O-G-L-E. G-lú-gú-lù. Hả? Sao lại lú nhỉ? Không, cậu nghe sai rồi. Lù lù mà. Có gì lù lù gì? Lù lù lù. Cậu mở ngoài ghi lù lù ngoài đi để mai tối về còn biết học. Có biết lù lù nhá, có biết lù lù. Nào trật tự, không phải nói leo trong lớp. Tôi ghi hết vào sổ đầu bài bây giờ. Từ tiếp theo này. P. P.
S O M E phở nè. Tôi ăn phở. À, phở nè. Nó giống tiếng Việt nhỉ cậu nhỉ? Nào, lại nói leo rồi. Mai tôi gọi lên kiểm tra mà không biết gì thì biết tay tôi nhá. Tiếp theo. F A C E B O O K. Phá xe bò, ok. Phá xe bò. Ok. Bây giờ ra chơi giờ. Rồi. Ra chơi rồi các em nghỉ giải lao đi. Vâng. Đến giờ ăn trưa rồi. Cơm bento nhá. Đấy, cậu đừng khinh thường nhà tớ nghèo nhá. Đấy, cơm bento đấy. Cơm bento siêu ngon đây. Ủa thơm nè. Nani. Cơm bento siêu to khổng lồ. Để xem nào. Sao tôi này? Bằng này thì tớ mới đủ ăn chứ. Cậu á, một tí này chẳng bó dính răng ấy. Sao cậu yêu lì ăn làm nhiều này? Làm nhiều này mới được ăn nhiều. Mọi khi tớ cũng làm nhiều mà cậu ăn hết của tớ đây. À đây à? Ngon đấy. Thôi cậu ăn đi. Đâu xem cơm bento cậu có gì nào. Cơm bento của tớ có cơm này, xúc xích này, rau xà lách này, trứng này, cà chua này, su su này, súp bơ này. Trời ơi, đây. Cậu nhìn đi, này. Nó phải thế này chứ. Ôi, quả su su này. Này, úi dồi. Thôi cậu không cần xua đâu, cần xua đâu. Thôi tớ ăn đây tớ đói lắm. Thôi tớ cũng ăn tớ đói lắm rồi. Xúc xích à? Tớ cũng có xúc xích nha. Ngon quá. À trứng à, ăn trứng à. À vẫn ăn trứng à. Sao hết rồi? Ôi cậu ăn leo đi. Ăn xúc xích. À xúc xích à. Ăn xúc xích. Cơm. Cơm. Ăn đi sao sao gì nữa. Ngon quá. Ngon quá. Ăn thêm xúc xích nữa. Thôi rồi ăn quả su su đây. Su su nha. Cậu chừng tớ không có, tớ không có nha. Đuối quá. Cậu đuối quá à. Nọ quá rồi mất. Ủa nọ à. Ủa tớ đuối quá. Ôi dồi ôi, rõ ràng mẹ hết một đĩa rồi mà. Sao vẫn đuối thế này. Ôi đuối quá. Hôm nay đuối quá mất rồi à. Nọ quá. Nọ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hàng Channel để kết bạn với chị Hàng nha.